Trong tập 3 của phiên bản TV, 7 thí sinh đều chỉ được chọn 3 nhân vật để hóa thân cho vòng đối đầu. Cuộc đấu trở nên căng thẳng, kịch tính hơn bao giờ hết. Ở đêm thi này, chúng ta chỉ có 3 nhân vật cho cả 7 thí sinh. Cái ca sĩ đang rất nổi tiếng và được yêu mến, dù Sơn Tùng hay là Mỹ Tâm, và đặc biệt là cái người bạn rất là thân với Thuận là ca sĩ Hoàng Lập Hà. Riêng bài này nếu mà không hát to thì không phải là fan rồi à. Nào, tay đâu hết rồi, come on, hãy vỗ tay theo đi ạ. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa, do ở đâu em còn là em đã khác rồi, em đã quay lưng quên hết. Một đêm thi khiến giám khảo phải cân nhắc vào khoảnh khắc cho điểm. Rất là nhiều những cái tiết mục kết hợp của vũ đoàn rồi pháo sáng vân vân, rất là nhiều thứ, thì tại sao mình lại không chọn những cái đó để mà mình biểu diễn nhiều hơn thì nó hơi là tiếc cho em. Nếu như ba bạn cùng làm những cái bài hát nó sôi động thì có lẽ nó sẽ một màu. Để mà chọn cái tiết mục đó trình diễn á thì gần như là cái giọng hát rất là tự tin, rất là vững về cao độ, nên là anh hơi tiếc cái phần biểu diễn của em trong cái tiết mục vừa rồi. Đối với mình họ là thế giới, nhưng người ta nào có nghĩ ngay đã hết điều rồi, đúng cũng thành sai thôi. Không phải ngẫu nhiên hay là em không biết rằng Sơn Tùng thì cần phải nhảy đâu, mà em muốn chọn cái khó để có thể thử thách trong cái vòng thi này. Không, các chàng này lố anh ơi, em hay lố. Em không lố đố mà vui. Nhìn đấy có thấy cả lông chân. Trời ơi, là phải cạo đi chứ. Em đang được không nhắc tới cái điều đó.